Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyễn Khánh sẽ giới thiệu đến quý vị cái cách thi công lắp đặt trực tiếp về cái sàn nhựa chủ lực này quý vị nhé. Thì có nhiều khách hàng đó rất là quan tâm tới cái sàn nhựa chủ lực này, nhưng vấn đề là không biết là cái cách thi công lắp đặt như thế nào và không biết thợ nào thì lắp đặt được. Thì hôm nay mình làm một cái video để chia sẻ lên cho quý vị cùng nắm bắt được cái cách thi công cái sàn nhựa chủ lực này nó như thế nào và ai là người có thể thi công được. Thì khi mình làm video này xong thì chắc chắn rằng là rất là nhiều người có thể lắp đặt thi công được cái sàn nhựa chủ lực này quý vị nhé. Đấy. Thì hôm nay mình lấy cái ví dụ thì thông thường đó quý vị hay sử dụng cái xà gồ bằng sắt quý vị nhé. Còn hôm nay Nguyễn Khánh sẽ lấy một cái xà gồ bằng gỗ tự nhiên để mình làm lên cho quý vị xem. Thì cũng có quý vị có thể làm xà gồ bằng sắt, ví dụ như là sắt hộp 48 hoặc là 510. Và có quý vị thì sử dụng xà gồ bằng gỗ. Thì đây là sử dụng xà gồ bằng gỗ, mình sẽ làm chi tiết cho quý vị xem nhé. Thì tùy theo cái khả năng chịu lực quý vị này, cái tấm này nó là tấm nhựa chịu lực, nhưng mà tùy theo cái khả năng quý vị sử dụng nó chịu lực như thế nào thì chúng ta đặt cái cây xà gồ này làm sao cho nó hợp lý. Ví dụ mình tính từ tim của cây xà gồ này tới tim xà gồ này nó đang là 50cm quý vị nhé. Thì nếu như quý vị sử dụng ở mức độ là trọng lượng nặng đó thì quý vị để ở mức độ là 50 là ok rồi, hoặc có thể là 45 trường hợp mà cái sàn nó quá lớn. Còn nếu như quý vị chỉ sử dụng cho sinh hoạt gia đình bình thường thì có thể là 60 cũng được quý vị nhé, 60 cũng được. Đấy. Thì bây giờ là các cái bước để bắt đầu thi công cái sàn nhựa chịu lực này. Thì trước tiên là quý vị đo cái chiều dài của cái phòng của quý vị thi công như thế nào. Và khi quý vị đặt bên Nguyễn Khánh thì bên Nguyễn Khánh đã cắt những cái kích thước theo quý vị đặt rồi, gần như là nó chính xác rồi, nó chuẩn với lại cái phòng của quý vị. Đấy. Thì cái việc bắt đầu thi công thì chúng ta tiến hành thi công như sau. Cái tấm đầu tiên của quý vị này, thì trước khi thi công á, ở trên xà gồ như này quý vị nha, trên xà gồ như thế này, thì việc đầu tiên là chúng ta dùng keo, dùng keo quý vị này, chúng ta bôi lên trên này nhá, bôi lên trên bề mặt của cái đà này quý vị này, keo silicone quý vị nhá, bôi lên bề mặt của cái đà này. Mục đích bôi keo lên làm gì? Bởi vì khi chúng ta tiến hành bắt những cái vít này quý vị này, bắt nó cố định rồi, thì khi mình đi đó, khi mình đi xuống quý vị nhá, nó sẽ có những cái tiếng kêu, là khi chúng ta đi trong trọng tâm này thì nó sẽ có cái tiếng va đập giữa cái tấm ốp này và cái xà gồ này, cho nên nó sẽ tạo ra những cái tiếng kêu rất là khó chịu. Cho nên khi chúng ta lắp đặt cái tấm này, trước tiên là chúng ta phải gì, bơm cái lớp keo ở phía dưới quý vị nhá. Cái xe keo này á, thì ở thị trường rất là nhiều, nó là dòng keo silicone. Khi chúng ta đặt cái tấm này cố định xong thì chúng ta mới tiến hành gì, tiến hành bắt vít quý nhá. Đây quý vị nhá, ốc vít đây quý vị nhá. Thì tùy theo cái nhà mình á, là cái xà gồ á, nó là xà gồ gì. Nếu như quý vị dùng xà gồ sắt thì chúng ta dùng cái loại vít bắt sắt. Còn xà gồ gỗ thì chúng ta sử dụng cái vít bắt gỗ quý vị nha. Bắt gỗ. Thì bây giờ tiến hành chúng ta bắt vít như sau. Quay đây. Em quay bên này này. Đây. Chúng ta cố định xuống nha. Quý này. Hèm âm dương bên này nha. Chúng ta cố định xuống. Đó. Cố định hai bên. Thì chúng ta mỗi một xà gồ chúng ta đều bắt một cái vít như này quý vị nhá. Đó. Và khi chúng ta đã hoàn thiện xong cái tấm đầu tiên thì chúng ta tiến hành tấm thứ hai. Và tấm thứ hai chúng ta cũng bắt đầu bôi keo lên như này quý vị nhá. Bôi keo lên như này. Bôi keo lên quý vị nhá. Đấy. Trong trường hợp nếu như quý vị không muốn trên cái sàn á, nó chảy nước xuống bên dưới, thì ở tất cả những khe này quý vị này,
chúng ta bơm keo lên quý vị nha. Tất cả những khe này ta bơm một lớp keo trong này. Thì trường hợp mà nước có đổ bên trên bề mặt sàn này, nó sẽ không bị dốc xuống dưới nữa quý vị nha. Đấy. Và tiến hành ghép tấm thứ hai. Cũng ghép y chang vậy quý vị nha. Thì này thiết kế theo gèm âm dương rồi, cho nên ghép rất là dễ. Đấy. Trường hợp nó không khít, quý vị lấy cái búa này, chúng ta gõ nhẹ vào quý vị nha. Rồi, chúng ta lại tiếp tục bắt vít cố định nó xuống. Quý vị nha, tiếp tục bắn vít. Và tiến hành tấm thứ ba quý vị nha. Tiếp tục tấm thứ ba lắp ghép cũng y chang như vậy. Chúng ta bôi keo và đặt tấm thứ ba xuống. Và cứ như vậy cho đến khi hoàn thiện công trình quý vị nha. Thì khi chúng ta lắp đặt hai cái màu với nhau này thì quý vị dễ thấy cái đường nối này quý vị nhá, đường ghép này. Nhưng nếu chúng ta sử dụng cùng một màu vân gỗ thì cái đường ghép này rất là khó thấy quý vị ạ. Đấy. Thì đấy là những cái cách mà thi công rất là đơn giản, thì quý vị có thể là mua về tự thi công này, hoặc là thợ hồ này, thợ sắt này, anh em thợ xây này, thợ nói chung là rất là nhiều có thể tự thi công được quý vị nhá. Còn đối với những cái khoảng dư thừa quý vị này, những cái này trường hợp nó dư này, hoặc là nó như vướng những cột này, thì chúng ta sử dụng cái máy này quý vị nhé. Đây là cái máy cắt. Thì quý vị có thể thay lưỡi cắt gỗ này, lưỡi cắt sắt này, lưỡi cắt gì cũng được. Chúng ta cắt cái này rất là dễ. Đấy. Ngoài ra chúng ta có thể dùng cưa tay. Chúng ta cắt cái này rất là dễ quý vị nhé. Đấy. Eo chưa bấm. Vâng. Và khi thi công xong quý vị nha, nó có cái mặt cắt như này quý vị này. Cái mặt cắt này, thường cái mặt cắt này nó sẽ quay ra cái phía ngoài. Đấy, thì chúng ta phải dùng một cái nẹp V quý vị này. Cái nẹp V, thì nẹp V này nó là V nhôm quý vị nhá. V nhôm, V này nó là 2 phân rưỡi. Còn cái tấm của mình này này, nó có độ dày là 2 phân 2. Đấy, thì chúng ta mua nhôm này, chúng ta bo toàn bộ các cái cạnh, góc cạnh của cái tấm sàn này là nó sẽ hoàn thiện như này quý vị nhá. Thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái mặt cắt của nó nữa. Quý vị này, sẽ không nhìn thấy mặt cắt của nó nữa. Đó là xong, hoàn thiện xong cái sàn. Và khi thi công xong thì quý vị nhìn này, nó sẽ như thế này quý vị nha. Đấy. Thì đây là video mẫu, thì bên mình nó có đang có 3 màu nên quý vị nhìn thấy được các cái tấm khác nhau hay là những cái đường vết nối. Còn khi thi công cùng màu thì nó rất là khít quý vị nha, nó khít như thế này. Thì đó là toàn bộ những cái gì trong cái quá trình thi công của cái sàn nhựa gác xép. Thì quý vị lưu ý rằng là ngoài cái vấn đề bắt vít ra rồi, chúng ta thi thêm cái keo ở phía dưới, bôi cái keo lên trên cái xà gồ trước khi chúng ta gắn cái tấm này, để khi mình đi lên đó, nó không tạo nên tiếng kêu quý vị nha. Đây. Quý vị nha. Đây. Thì sàn nhựa này nó có khả năng chịu lực rất là cao quý vị nha. Đây bây giờ mình đặt thử máy quay để thử cái độ nhúng của cái sàn khi thi công xong nó như nào quý vị nhé. Đây, thi công xong nó như này quý vị nhé. Và bây giờ mình đi chốc này, bên này. Đấy, sử dụng thoải mái luôn. Thì có rất là nhiều khách hàng đã sử dụng cái sàn này rồi. Thì quý vị nào đã sử dụng, xin vui lòng hãy cho Nguyễn Khánh xin cái đánh giá về cái sản phẩm tấm nhựa chịu lực lót cho gác lửng, gác xép, gác nhà tiền chế quý vị nhé. Để cho toàn thể quý vị có thể tham khảo, so sánh để đưa ra cho mình những cái quyết định đúng đắn có nên sử dụng cái sàn nhựa chịu lực này hay không quý vị nha. Thì sàn nhựa chịu lực này nó thứ nhất là nó tiện lợi trong vấn đề thi công, cái thứ hai nó rất là nhẹ. Đấy, đối với các cái nhà tiền chế hay là những cái nhà mà cần nâng cấp sửa chữa lại những cái gác xép gác lửng thì nó rất là nhẹ. Nên là chúng ta sử dụng nó rất là thuận tiện. Đấy. Và hiện tại đối với sản phẩm này giá thành đang có giá là 585.000 một mét vuông. Thì đối với giá này thì chưa bao gồm chi phí vận chuyển, cũng như là chưa bao gồm chi phí lắp đặt. Thì cái công việc lắp đặt á, thì như mình đã chia sẻ trên video này, thì quý vị có thể mua về cho anh em thợ, anh em tự thi công lắp đặt quý vị nha. Đấy.
Thì đó là một trong những cái quá trình thi công lắp đặt cái tấm nhựa chủ lực này. Quý vị hãy nắm bắt cũng như là sau này hãy chia sẻ và chỉ cho thợ cái cách thi công lắp đặt. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Quý vị nhớ hãy cho Nguyễn Khánh xin một nút like này, cũng như là chia sẻ video. Đặc biệt hãy theo dõi kênh để mình thường xuyên cập nhật những mẫu mã và những sản phẩm mới nhất quý vị nha. Tấm này là tấm mẫu quý vị nha, tấm mẫu. Còn thực tế cái tấm bây giờ nó là vân gỗ. Thì quý vị muốn biết rõ về cái màu vân gỗ như thế nào, quý vị vui lòng kết bạn Zalo với mình. Mình sẽ gửi chi tiết các cái màu vân gỗ để cho quý vị tham khảo quý vị nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.